ban mặt cho đất, ban lưng cho trời, mà những cơn gian bao âu lo vui buồn. Trời đèo mưa nắng về quê tôi hôm nay vui sao, những người tiếng hát sông sang không làm đồng hôm nay ngô vai trên hoa bức tranh quê tươi màu nắng ơi, đồng xanh xanh mướt dây dọc ngang như vùng làng về tiếng máy reo vang. Người quê tôi vẫn hoan câu hát, người nông dân không lo mất mùa. Quê mình hôm nay bao nhiêu đổi thay, không còn hộ nghèo túng thiếu ăn tay, đường liên thôn xe đi như phố, người quê tôi chúng tôi bên đoàn. Lúa xanh ngập đồng bánh reo rộn ràng, tỏi bao ước mơ. Nhớ công ơn đảng hát ca vui mừng, đời bao ấm no. Kính thưa đồng chí, đồng bào và các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại Ủy ban nhân xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Tiên Kiều là xã nông nghiệp vùng 2 thuộc huyện Bắc Quang. Xã có diện tích đất tự nhiên trên 5.700 ha, nhưng chỉ có trên 20% là đất nông nghiệp, còn lại chủ yếu là đất trồng rừng. Toàn xã có 8 thôn bản, 929 hộ gia đình, 4.210 nhân khẩu thuộc 12 dân tộc. Nhân dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,7 triệu người trên năm 2020. Hộ khá giàu chiếm trên 60%, hộ nghèo còn 2,9%. Xã đã hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Trước tiên xin mời đồng bào, đồng chí và các bạn cùng tìm hiểu về những chủ trương kế hoạch của cấp ủy chính quyền tại xã như thế nào nhé. Xin chào đồng chí Bí Thư. Vâng, xin chào chị. Xin đồng chí cho biết về những chủ trương và kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội địa phương và để chào mừng công cuộc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vâng, báo cáo với chị là để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Năm nay là năm 2021 là năm bản lề, Đảng bộ xã Tiên Kiều xác định là công tác xây dựng đảng là then chốt và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Mà xã đang ở giai đoạn là xây dựng các cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Vậy là cái nhiệm vụ phát triển kinh tế là cái nhiệm vụ của xã đã xác định. Năm 2021 là với phương châm chỉ đạo là sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gia tăng và nông nghiệp sạch. Và hiện tại là xã đang có một cái phong trào thi đua là cải tạo vườn tạp để nâng cao cái giá trị thu nhập cho những nhà vườn cũng như các hộ nông dân, và đặc biệt là quan tâm đến những hộ nghèo và cận nghèo là ưu tiên làm trước để chào mừng cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay xã đang có cái phát động phong trào là chung tay đột phá trong lĩnh vực giao thông. Như thế xã hiện nay đang tăng cường nâng cấp cải tạo những cái tuyến đường mà chưa được đầu tư, để vừa là công trình chào mừng ngày bầu cử và đồng thời cũng là góp phần nho nhỏ vào cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang đã xác định là đột phá về trong lĩnh vực giao thông. Xin cảm ơn đồng chí. Kính thưa đồng bào, đồng chí, các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại thôn Giản Thượng, xã Tiên Kiều. Trao đổi với chương trình có đồng chí Bí Thư về tìm hiểu về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của nông thôn. Xin chào đồng chí ạ. Anh cho biết về thôn đã chuẩn bị công tác về phong trào thi đua để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vâng ạ. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân lập thành tích chào mừng ngày bầu cử. Thứ nhất là tại thôn chúng tôi chọn những cái điển hình về phát triển kinh tế. Chúng tôi tập trung vào cây có múi, là sản xuất cây cam, cây quýt để có đem lại hiệu quả thu nhập
tương đối cao cho bà con nhân dân. Cây cam hiện nay đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và được cấp chứng nhận có chỉ dẫn địa lý là 250,3 ha. Và ngoài ra, ngoài cây cam, chúng tôi còn tuyên truyền vận động bà con chăm sóc cây chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay tại thôn Nhận Thượng chúng tôi có hơn 20 ha chè là đạt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với số lượng hộ là trên 100 hộ. Vận động cho bà con đúng sáng ngày 23 tháng 5 là ngày Chủ nhật, cho bà con nhân dân đến trụ sở thôn nơi bầu cử để bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định của nhà nước. Vâng, xin cảm ơn anh. Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, được sự giới thiệu của chính quyền thôn Giàn Thượng, chúng tôi đến thăm mô hình đầu tiên của tập thể của thanh niên lập nghiệp Hợp tác xã Vũ Huy. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo chân chúng tôi vào thăm mô hình nuôi trâu của tập thể. Chào anh ạ. Vâng, em chị ạ. Chào anh. Anh có thể giới thiệu về mình được không ạ? Vâng, em thưa chị, em tên là Nguyễn Văn Huân, hôm nay 33 tuổi ạ. Vâng, được sự giới thiệu của chính quyền địa phương của thôn Giàn Thượng giới thiệu về mô hình chăn nuôi của mình, thì có thể cho biết về cách chăn nuôi chia sẻ cho đoàn được không ạ? Vâng, thì em thưa chị là đàn trâu này em cũng vừa bắt về được 2-3 tháng ạ. Vâng, nếu chị biết thì em mời chị đi tham quan mô hình của em. Vâng, thì chúng ta tham quan. Anh có thể cho em biết là về nguồn gốc cái trâu này là mình bắt từ đâu về không ạ? Thưa chị là em bắt đàn trâu này ở huyện Quang Bình ạ. Cái nguồn vốn đầu tư của mình là ở đâu có anh? Thế là vốn đầu tư thì mấy hộ gia đình bọn em cũng đóng góp nhau được 500 mốt vốn điều lệ để đóng góp vào làm hợp tác xá. Và có vốn 500 triệu của chương trình nông thôn mới, của chủ trương chính sách của nhà nước. Vâng, cái chăn nuôi của mình này có khó khăn lắm không anh, vất vả lắm không anh? Thưa chị thì bước đầu bọn em cũng kinh nghiệm thì bọn em cũng tham khảo trên đài báo TV, nhưng mà thực ra thực tế mình làm ấy thì mình mới biết được là nó khó khăn như thế nào, cho nên là bọn em cũng tới là bọn em phải đi tập huấn. Anh cho mà ví dụ bây giờ bán con trâu này thì được khoảng bao nhiêu tiền ạ anh? Như con trâu này nếu mà nó béo thì bán chắc phải tầm 40 triệu. Thế một cách phòng chống dịch bệnh với lại thời tiết rét thì mình có cách? Vâng, thưa chị là vừa rồi nó bọn em bắt trâu vào mùa rét thì bọn em vẫn lấy bạt để quây xung quanh. Với lại mà em về ở trên đây mà em cũng lấy trâu là phải có thú y ở các thôn bản phải có chứng từ là phải là con nấy phải được tiêm phòng bọn em mới lấy về ạ. Vâng, khi mà bọn em lấy về thì bọn em cũng về thì thôn bản em cũng tiêm vaccine đầy đủ. Anh cho em hỏi là dự kiến của mình là trong chăn nuôi này thì thiết tổng thu nhập thu lại tiền bán trâu được khoảng bao nhiêu? Vâng, em thưa chị là hiện tại đàn trâu của em là có 35 con trâu. Thế là bọn em bắt thì có những con gầy, con nó gần béo thì bọn em về, bọn em những con gầy quá thì bọn em phải bố đến 6-7 tháng thì bọn em mới bán được. Thế là nó bị thế là bọn em mô hình là trâu bố béo, mà bọn em bố mà không béo thì dân người ta có nhu cầu đi mua thịt thì người ta không mua kìa. Vâng. Thì dự kiến một năm bọn em là em nuôi 4-5 tháng, 6 tháng thì bọn em dự kiến là mỗi con lái được tầm 4-5 triệu một con. Thì tính dự kiến một năm bọn em có thể là hơn 300 triệu để cho xây cho 7 hộ gia đình. Và mới hộ thì được gần 30 triệu. Được 30 triệu trong năm. Vâng, dự kiến là bọn em sang năm thì bọn em sẽ tăng thêm đàn, với nghĩa là bọn em có vốn rồi bọn em sẽ tăng thêm đàn và tích lũy kinh nghiệm để nuôi trâu nó hiệu quả hơn và kinh tế nó sẽ phát triển hơn. Xin cảm ơn. Vâng, em chúc anh và hợp tác xã của mình luôn sẽ phát triển hơn nữa. Vâng, vâng, em cảm ơn chị. Vâng. Kính thưa các quý vị, chúng tôi vừa chia tay với mô hình tập thể chăn nuôi trâu, và sau đây tiếp theo là chúng ta sẽ thăm mô hình vườn cam Việt Gáp. Vâng, chào anh ạ.
Vâng, chào em. Em chào anh. Anh ơi, em được chính quyền địa phương giới thiệu về cái vườn cam theo áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, và anh có thể chia sẻ cho đoàn chúng em được không ạ? Vâng, vườn cam của nhà mình thì có khoảng hơn 3 ha, thì trồng cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Đấy, hiện nay cũng đang áp dụng theo cái chương trình VietGAP để chăm sóc. Vâng, và anh có thể chia sẻ một chút về cách chăm sóc và có khó khăn và thuận lợi gì không ạ? Trước đây thì gia đình thì theo chăm sóc theo tự phát, mà sau khi được chính quyền địa phương mở các lớp tập huấn về theo tiêu chuẩn VietGAP thì gia đình chúng tôi cũng được tham gia và về cũng áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, thì chăm sóc thì cũng thấy dễ thôi. Bây giờ cũng làm dần, nó cũng thành quen rồi. Anh cho em hỏi một chút nữa, theo với diện tích rộng lớn như thế này thì gia đình mình có thuê thêm nhân công hay không ạ? Và chi phí có mất nhiều không ạ? Vâng, cái này thì gia đình thì cũng không làm được hết, vì hàng tháng thì cũng phải nhờ thêm bà con ở xung quanh để hộ phát cỏ rồi là tỉa cành mà chăm sóc. Thì chúng tôi vẫn phải trả ngày công cho lao động là mỗi một người là 300.000 trên một ngày. Và tổng cái chi phí của một năm ấy thì cũng phải hơn 100 triệu trên một năm. Thì mọi năm thì sau khi trừ chi phí thì cũng được khoảng hơn 200 triệu. Nhưng mà năm nay thì sẽ giảm ít hơn, có được hơn 100 triệu thôi. Vâng. Vâng, em xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo xin mời quý vị theo chân chúng tôi đến thăm mô hình chè tại nhà anh Lương Văn Cường thuộc thôn Kim, xã Tiên Kiều. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, em chào anh. Vâng, anh đang làm gì đây ạ? Anh đang chăm sóc vườn chè với lại phát quang xung quanh cây chè. Vâng, anh ơi, hôm nay em được chính quyền địa phương xã giới thiệu về cái mô hình vườn chè của nhà anh ạ. Thì anh có thể chia sẻ cho chúng em biết là diện tích vườn chè của anh là khoảng bao nhiêu ha anh? Vâng, thưa chị, thì báo cáo với chị là với tổng được từ trước tới nay, thế thì được Đảng và Nhà nước quan tâm, chính quyền địa phương xã. Thì đối với gia đình nhà tôi thì là có tổng diện tích chè thì là tầm khoảng độ hơn 2 ha. Đấy, cả bên này và bên này hơn 2 ha. Vâng. Cả hai bên đây ạ. Cả hai bên đấy ạ. Vâng ạ. Vâng, anh ơi, cho em hỏi một chút nữa, thì với diện tích nhà mình lớn như thế này ạ, thì về cái cách chăm sóc này và với cách hái chè này thì mình có phải thuê thêm nhân công hay không, hay là mỗi gia đình mình tự làm ạ? Vâng, thưa cô, thì là đối với gia đình hái ấy, thì là gia đình thì là cũng mỗi một năm đi thì là cũng là vào giữa vụ ấy, rộ ấy, thì là gia đình lại phải thuê thêm nhân công. Vâng. Để mà hộ hái. Chứ vâng, gia đình thì một mình gia đình neo người cũng không kịp hái. Vâng. Vâng. Thì cái chăm sóc em muốn hỏi một chút là về cái phân bón này, về cái cách trừ sâu ấy thì mình sẽ làm như thế nào ạ? Về phân bón ấy thì mỗi một năm thì gia đình đón tầm khoảng 2 đến 3 lần. Vâng. Thì thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đấy, với lại phân bón thì lấy ở chỗ công ty chè Hùng An. Vâng. Nên là riêng cái phân bón đấy thì là thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật thì bán phun thì đúng theo cái quy trình. Vâng. Phải đúng cái thời gian cách ly của nó. Vâng. Đấy, từ 20 ngày trở lên thì sau khi đó mình mới được hái. Vâng. Vâng. Vâng, thế anh ơi, cho em hỏi nữa, thì trong cái vườn chè mình là tổng là một năm mình là sẽ hái thành bao nhiêu lần? Thế thì và bao nhiêu lượt ạ? Mỗi một lứa chè này, mỗi một năm của nó là hái là tầm khoảng độ 10 lứa, theo gia đình tôi là 10 lứa. 10 lứa, mỗi một lứa thì là nó tầm khoảng độ 7 đến 8 tấn. Vâng. Thì mỗi một là một lứa đấy. Vâng. Thì là được 8 tấn đúng không anh? Vâng. Thì tính ra thì khoảng bao nhiêu tiền một tấn đấy ạ? Tấn thì so với giá thị trường hiện nay như năm ngoái và năm nay ấy thì vâng, nó giữ mức là tầm khoảng độ 2.800 đến 3.000 một kg. Vâng. Trên 1 kg chè tươi. Vâng. Là chè tổng bông, là cả năm là mình được khoảng bao nhiêu, là bao nhiêu mới thu nhập một, được bao nhiêu? Mỗi một tháng là tầm khoảng độ xem nào là 38 24. Thế thì một năm thì là 10 tháng thì được tầm khoảng 240. 240 triệu trong. Vâng. Một năm đúng không ạ? Vâng. Thế với mức thu nhập như thế thì anh có đảm bảo về cái sinh hoạt gia đình nhà mình không ạ? Vâng, cũng thưa cô, thì là chính vì từ cái cây chè. Vâng. Thế thì được Đảng Nhà nước quan tâm. Thế thì gia đình tôi từ ngày trồng cây chè trở lại đây thì gia đình có khá giả hơn. Vâng, em xin cảm ơn anh. Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại thôn Thượng Cầu, xã Tiên Kiều, để tìm hiểu sâu về hoạt động phát triển kinh tế xã hội và an ninh chính trị, và đặc biệt chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Vâng, chào anh ạ. Được biết về thôn mình có nhiều sáng kiến trong các hoạt động vừa thi đua phát triển kinh tế xã hội. Anh có thể cho biết cụ thể về cách làm và kết quả như thế nào? Vâng, thôn Thượng Cầu là một trong 8 thôn bản của xã Trinh Kiều. Nhờ được sự quan tâm của xã và của các cấp thì thôn Thượng Cầu cũng từng bước phát triển đi lên về kinh tế xã hội, về an ninh. Thì thôn Thượng Cầu có 133 hộ và 624 nhân khẩu. Thu nhập chính là từ nông nghiệp, là cây cam, cây chè và chăn nuôi. Về mặt bằng chung thì thôn Thượng Cầu cơ bản ổn định. Vâng. Vâng, anh có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút nữa là Quốc hội Việt Nam đã chọn ngày Chủ nhật là ngày 23 tháng 5 là ngày toàn dân các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ  2021-2026. Anh có thể chia sẻ thêm là thôn mình đã làm công tác tuyên truyền nhân dân như thế nào? Vâng, về cái công tác chuẩn bị cho bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì thôn Thượng Cầu đã có cái công tác tuyên truyền đến tất cả các cử tri trên toàn thôn là đến vận động đến bầu cử đúng thời gian quy định và rà soát tất cả các công dân đi làm ăn xa để có hướng sẽ về bầu cử cho kịp thời gian và chuẩn bị thêm các biển bảng pano áp phích làm công tác tuyên truyền và đặc biệt là niêm yết danh sách cử tri trên hội trường trụ sở thôn để các bậc cử tri được nắm danh sách của mình để đến bầu cử đúng thời gian cho đảm bảo cho bầu cử thành công tốt đẹp. Kính thưa đồng bào đồng chí các bạn, tiếp theo xin mời đồng bào đồng chí các bạn theo chân chúng tôi đến thăm gia đình anh chị Hải Tuyết ở thôn Thượng Cầu về một mô hình phát triển kinh tế giỏi. Và em chào anh chị ạ. Vâng. Chúng em được thôn giới thiệu là gia đình anh chị có mô hình phát triển kinh tế rất là giỏi. Anh chị có thể chia sẻ cho chúng em một chút được không ạ? Vâng. Thì cái mô hình của mình thì mình có là trồng cam và chăn nuôi cá và trồng thêm một số cây keo và bồ đề. Vâng, thế để được biết về anh chị về cái ao cá, anh có thể chia sẻ một chút và cho chúng em biết về ao của mình. Vâng, cái ao cá của mình thì vừa rồi mình cũng đi mua trại con giống thì mua ở các trại cá thì mình có thả một số lượng là khoảng 400 đến 500 con. Thì chủ yếu là con cá chép và con cá chấm. Thì cái nguồn thức ăn chủ yếu của nó là tự nhiên. Thì cũng như là cái năm vừa rồi thì mình cũng thu hoạch được khoảng 4 tạ cá. Thì cũng cái quá trình chăn nuôi thì nó bằng nguồn thức ăn tự nhiên thì nó cũng lâu. Thì nó phải rơi tầm 12-13 tháng. Thì thu nhập thì từ ao thì mình được khoảng 25 đến 30 triệu. Vâng. Vậy ngoài ao cá ra thì anh có thể chia sẻ một chút cho chúng em về cái đồi cam của mình là diện tích là bao nhiêu và anh trồng bao nhiêu gốc? Vâng, thì cái cam của mình thì cũng trồng được khoảng được 15 năm. Thì hiện tại bây giờ thì khoảng độ 4.000 gốc. Thì cái thu nhập năm vừa rồi thì mình cũng thu nhập được hơn 200 trừ các chi phí đi. Và anh với cái mô hình cái vườn cam của mình rộng như vậy thì gia đình mình có thuê thêm nhân công để chăm sóc không hay là gia đình mình tự làm ạ? Thì cũng thuê thêm một số nhân công như kiểu bón phân, phát cỏ, phun cái định kỳ. Thế tổng thu nhập một năm là vừa rồi là anh được bao nhiêu? Tổng thu nhập một năm vừa rồi thì mình cũng được hơn 200. Hơn 200 từ vườn cam, ao cá. Vâng. Anh, thế ngoài ao cá và vườn cam ra thì còn về cái thu nhập thêm về cái đồi keo anh đã thu hoạch được chưa?
hay là vẫn đang trong cái thời kỳ chăm sóc ạ? Cái đồi keo, về đồi keo của mình thì cũng vừa trồng được có hơn một năm, thì đang dự kiến là phải đầu tầm 5 đến 6 năm nữa thì mình mới xuất bán. Vâng, vâng, trong năm, cũng trong 5, 6 năm nữa. Vâng. Vâng. Vâng, em xin cảm ơn anh chị đã chia sẻ. Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại một gia đình thầy thuốc. Thầy không những đầy đủ y và đức mà thầy là một gia đình làm kinh tế giỏi. Và cụ thể như thế nào, xin mời bà con cùng chúng tôi tìm hiểu thêm. Thầy ơi, thầy có nhà không ạ? Có, tôi ở nhà mà. Em chào thầy. Vâng, tôi chào cán bộ. Vâng, vâng ạ. Em chào thầy ạ. Vâng, vâng. Thầy ơi, được biết là thầy là một thầy thuốc và đủ y và đức, và không những vậy mà thầy là một gia đình có kinh tế giỏi. Vậy thầy có thể giới thiệu bản thân mình và chia sẻ một chút với đồng bào được không ạ? Tôi tên của tôi là Hoàng Ngọc Vương, ở địa chỉ ở thôn Cào, xã Tiên Kiều, Bắc Quang, Hà Giang. Thế là tôi làm thuốc cũng được độ 20 năm rồi. Vâng. Vâng, vậy thầy có thể cho chúng em biết một chút là thầy từ khi mình thầy thuốc, mình đã lấy được thuốc cho nhiều bệnh nhân chưa, vào được bao nhiêu rồi ạ? Cũng mỗi một năm tôi cũng chữa được rất nhiều người. Vâng, thầy có thể chia sẻ cho chúng em một chút nữa là mình là trong nghề đấy thì là bốc chữa được những bệnh gì, cụ thể những bệnh gì hả thầy? Nhà tôi chuyên làm bệnh gan với thận, mấy dạ dày, đại tràng, mấy vôi hóa cột sống, mấy thứ. Vâng, thầy có thể chia sẻ một chút cho chúng em biết là về tâm huyết trong nghề thầy thuốc của mình không ạ? Vâng, tôi cái nghề thuốc của mình là tâm huyết của tôi là không thích tiền được. Tất cả là mình là có tâm, có đức, có đi đâu có người quen là tốt rồi. Chứ còn tiền thì chả bao giờ cho nó đủ được. Thì mình chữa bệnh là quan trọng là cái tâm, cái đức của mình. Qua những cái công việc về thầy thuốc của mình ạ, thì em nghe biết được là ngoài làm trong nghề thầy thuốc ra, gia đình mình còn là hộ gia đình làm kinh tế giỏi, thì thầy có thể chia sẻ một chút cho đoàn chúng em được không ạ? Vâng. Riêng cái làm kinh tế thì là mình, nhà mình đã cũng sản xuất tất cả các thứ là từ vườn ao chuồng. Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, Quốc hội nước ta chọn ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm về nhận thức của người dân trước khi đi bầu cử nhé. Chào bác ạ. Vâng, bác có thể chia sẻ đôi lời về trước khi bầu cử được không ạ? Vâng, tôi Đặng Phúc Vinh, năm nay 62 tuổi, công dân xã Tiên Kiều. Tôi cảm nhận cái cuộc bầu cử này là nghĩa vụ và bản thân cũng như các bộ cử tri Tiên Kiều nói chung là phải có trách nhiệm đến bầu cử vào hôm 23 tháng 5 2021, là chúng tôi cùng với cả công dân đi sớm luôn một chút và có một cái nghiên cứu kỹ xem các cái ứng cử viên và bầu và đại biểu vào các vị trí của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để bảo vệ quyền lợi của cũng như bản thân tôi và của toàn thể nhân dân và đưa đất nước phát triển đi lên hơn trước. Vâng, chào bác, xin cảm ơn bác và chúc bác luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi là Hoàng Thị Xài, năm nay 29 tuổi. Tôi hiện đang cư trú ở thôn Cào, xã Tiên Kiều. Và trước ngày bầu cử ngày 23 tháng 5 thì bản thân tôi tự nhận thấy mình có trách nhiệm to lớn là sẽ bầu ra những đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì chính vì vậy hôm đấy tôi sẽ đi thật sớm để nghiên cứu kỹ, lựa chọn những ứng viên thật là xuất sắc, có đủ năng lực, đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, để bầu vào đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, để bảo vệ quyền lợi cho tôi, bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người và để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một tươi đẹp hơn. Cùng với việc hướng dẫn, vận động nhân dân chịu khó, cần cù lao động, làm giàu chính đáng với nhiều mô hình, cách thức khác nhau, trong đó tập trung trọng tâm đột phá về chăn nuôi, trồng trọt, Đảng bộ chính quyền xã Tiên Kiều còn luôn quan tâm đến xây dựng và hoàn thiện đường giao thông, kênh mương nội đồng. Vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật,
vào trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng trường học khang trang cho con cháu đều được đến trường học cái chữ, học làm người. Xây dựng trạm y tế đạt chuẩn để tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân những lúc ốm đau. Với cách làm thiết thực, cụ thể vì lợi ích của nhân dân, xã Tiên Kiều đã đang lựa chọn đúng hướng phát triển, làm cho mảnh đất ngày càng giàu đẹp, tươi sáng, con người ngày càng no đủ, giàu sang, làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện. Làm thiết thực nhất chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.